Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 4, bài 38, biểu thức số, tính giá trị của biểu thức số. Và bài tập môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học kem nhé. Bây giờ thì mời kem mở sách của chúng mình ra, trang số 97 nào. Rồi chúng ta sẽ đến bài số 1. Ta hỏi cái gì? Viết chữ cái thích hợp vào chỗ chấm. À, để cho mình nhỉ, 4 cái biểu thức này, A này, B này, C, D. Câu A ta hỏi này, biểu thức có giá trị lớn nhất là biểu thức nào? Vậy thì muốn biết biểu thức nào lớn nhất thì chúng mình phải làm sao? Tính giá trị của nó đã. 12 này, nhân cho 7 trừ 4 này. 12 này, nhân 7 trừ 4 là trong ngoặc đúng không? Vậy thì sẽ là nhân cho mấy? Nhân cho 3. 12 nhân 3 thì là bao nhiêu? 30 mấy? 36, như vậy thầy sẽ viết nhỏ ở đây nhé. Các em không viết vào, thầy viết để chúng ta biết. Rồi, câu B này, 12 nhân với 7 trừ 4 này, có nhân có trừ, thực hiện cái gì? Nhân trước này. 12 nhân 7 này, 7 nhân 2 14, viết 4 như 1. 7 nhân với 1 là 7, 7 thêm 1 là 8. 84 mà trừ đi 4 thì bằng bao nhiêu? À, 80. Vậy biểu thức này sẽ là 80 nhé. Rồi, sang biểu thức C. 80 cộng 4 chia cho 4. Ở đây có gì? Có ngoặc này. 8 cộng 4 là 12. Vậy đây sẽ là 120. Đúng không? 120 chia cho 4 thì bằng bao nhiêu nhỉ? Quá dễ dàng đúng không nào? 12 chục đó, chia cho 4 thì được 3. 3 chục. Rồi, sang biểu thức D nhé. 80 cộng 40 chia 4 này, có cộng có chia, mình phải làm gì? Chia trước. Như vậy 80 cộng 40 chia 4 thì là mấy? Là 10 đúng không? 80 cộng với 1 chục là gì? 9 chục. Đó, như vậy chúng ta đã có giá trị của các biểu thức A, B, CD. Biểu thức có giá trị lớn nhất, các em nhìn đây, là biểu thức gì? À, biểu thức D này. Đấy, 90 đúng không nào? Biểu thức có giá trị bé nhất, bé nhất là anh nào? 36 hay 30? 30 nhá. Vậy nó là biểu thức C. Xong chưa? Rồi, chúng mình đã hoàn thành bài 1. Sang bài 2. Lúc đầu Mai cắm được 5 cái lọ hoa, sau đó Mai cắm thêm được 3 lọ hoa như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa trong các lọ hoa? Biết mỗi lọ đều cắm là mấy? 10 bông hoa. À, như vậy các em đọc ở đây này. Lúc đầu là mấy? 5 lọ hoa này. Sau lại thêm mấy nữa? 3 lọ nữa này. Vậy thì ta hỏi nó hỏi bao nhiêu? Hỏi có bao nhiêu? Bao nhiêu bông hoa? Các em biết này, 1 lọ hoa này thì bằng mấy bông? 10 bông. Đúng không? Được chưa? Vậy thì lúc đầu là mấy bông? À, mấy lọ? 5 lọ. Và lúc sau là mấy? 3 lọ. Đúng không? Đấy, như vậy thì mình chỉ cần tính cái gì đây? Số hoa ở 5 lọ, số hoa ở mấy? 3 lọ. Đúng không? Rồi mình sẽ tính được là gì? Có tổng là bao nhiêu bông? Đúng không? Rồi, vậy thì có rất là nhiều cách để chúng mình giải đây. Tuy nhiên thì bài toán này chúng ta sẽ giải bằng mấy? 2 phép tính.
Chúng ta sẽ tính đầu tiên. Đó là tính là gì? Mai cắm bao nhiêu lọ hoa? Lúc đầu là 5, lúc sau là mấy? 3. Như vậy mình sẽ tổng cái số lọ hoa mà bạn Mai bạn ấy bạn đã cắm này, được chưa? Đấy, vậy thì lời giải đầu tiên hay là phép tính đầu tiên mình sẽ có này. Số lọ hoa bạn gì? Ở đây không, bạn không gọi là bạn đúng không nào? Người ta chỉ nói là Mai thôi. Số lọ hoa Mai. Mai là tên người nhá, không phải hoa mai nha. Đã cắm là bao nhiêu? Lúc đầu 5 lọ hoa, lúc sau mấy? 3 lọ hoa. Vậy thì 5 cộng với 3 là mấy? À, 8 lọ. Được chưa? Rồi, mỗi một lọ này có mấy bông? 10 bông. Vậy thì mình sẽ tính được gì? Có tất cả bao nhiêu bông hoa? Đấy, vậy thì mình sẽ trả lời số bông. Bông gì? Bông hoa. Có tất cả là. Đúng nè. Đấy, có tất cả là. Mỗi một lọ 10 bông. Nhân cho mấy? Nhân cho 8 lọ. 10 nhân 8 là 8 gì? 80 bông. Xong chưa? Đó, như vậy đến đây chúng mình ghi đáp số. Vậy thì sẽ có là 80 bông bông hoa. Ổn chưa các em? Đấy, khá là đơn giản đúng không nào? Chúng mình phải suy nghĩ một chút là sẽ có cái đường để chúng ta giải dễ nhất. Bài 3. Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện. Đấy, nhớ là thuận tiện thì chúng mình phải làm sao? À, nhóm nó vào trong ngoặc. Các em nhìn thấy đây. 476 cộng 70 cộng 30 này. Nhìn thấy 70 với 30 chưa? À, thấy rồi thì chúng ta nhóm hai cái anh đó vào thôi. 4, 7, 6. Các em viết thật nhỏ lại nha. Vậy tên chừa rất là ngắn này. Cộng với này. Đưa 70 với 30 vào trong ngoặc để mình thực hiện cái này trước. 70 cộng 3, 30. Được chưa? Đấy. Vậy thì trong biểu thức có gì? Có ngoặc thì mình phải thực hiện ở đâu? Trong ngoặc trước. Đúng không? Vậy thì đây sẽ là nhiều. 4, 7, 6 cộng với 70 cộng với 30 là mấy? 10. 10 là 1, 100. 4, 7, 6 cộng với 100 thì sẽ là 5, 7, 6 nhá. Đó, như vậy chúng mình đã tính xong biểu thức A bằng cách thuận tiện nhất. Được chưa? Sang biểu thức B này. 67 này cộng 125 này, cộng 75 này. Các em nhìn thấy này. 5 này với 5 này này, nó sẽ tròn trục này. Đấy, mình cũng lại nhóm hai này vào trong gì? Trong ngoặc. 67 cộng 125 cộng với 70, 75. Được chưa? Rồi, như vậy đây chúng ta phải thực hiện phép tính ở đâu? Trong ngoặc trước. 125 cộng với 75, 5 cộng 5 bằng 10, viết không nhớ, 1. 2 thêm 1 là 3, 3 cộng 7 bằng 10, viết không nhớ, nhớ 1. 1 này, thêm 1 là 2. Như vậy đây sẽ được 200 cộng với 67 thì sẽ bằng 267. Được chưa? Xong nhá. Rồi, sang bài số 4. Cho các cái biểu thức. Biểu thức thứ nhất, biểu thức thứ hai, biểu thức thứ gì? Thứ ba. Yêu cầu này, viết giá trị của các biểu thức đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn.
À như vậy thì đây người ta yêu cầu là viết giá trị. Thì mình phải tính gì? Giá trị của nó trước. Chúng mình sẽ thực hiện nào. 15 nhân cho 7 trừ đi 4 là mấy? 3. Như vậy anh này sẽ là bao nhiêu? 3 x 5 15, viết 5 nhân 1. 3 x 1 là 3, thêm 1 là 4. Biểu thức này sẽ có kết quả là 45. Thầy viết vào đây nhé. Rồi biểu thức thứ hai, 74 chia cho 6 trừ 4 là mấy? 2. Đó, mình sẽ tính nè. 7 chia cho 2 được mấy? 3. 3 x 2 là 6. 7 trừ 6 bằng 1. Hạ 4 mình được 14. 14 chia 2 được 7. 7 x 2 14. 14 trừ 14 bằng 0. Như vậy đây sẽ là 3. 37 nhé. Rồi. 24 cộng với 60 chia cho 4 này. Chúng ta thực hiện ở đâu? Trong hoặc trước. 4 cộng 0 là 4. 2 cộng với 6 là 8. Như vậy 84 chia cho 4. 8 chia 4 được 2. 2 x 4 là 8. 8 trừ 8 bằng 0. Hạ 4 này. 4 chia 4 được 1. 1 x 4 là 4. 4 trừ 4 bằng 0. Như vậy đây sẽ là 2. 21. Rồi. Mình đã có giá trị của 3 biểu thức. Giờ chúng ta chỉ sắp xếp nó theo thứ tự từ gì? Bé đến lớn. Như vậy thì giá trị biểu thức này, bé nhất là 2, 1. Tiếp theo bao nhiêu? 3, 7. Và tiếp theo là 4, 40, 45. Ổn chưa các em? Rồi, như vậy mình đã hoàn thành được cái tiết học này nhé. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video cho thật là nhiều những bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhé.